để đâu cũng được. Giữa trưa nắng. Đúng 12 giờ. Đấy được cho dâm này. Giữa 12 giờ trưa. Thì lên quả dốc làm kiểu ảnh chứ. Quên không bảo mang lông mi giả đến để chụp mấy kiểu ảnh. Tối nay nó tắt dã man. Tắt á? Thì à? Có ai đi vào đây không sợ? À đây, ta dịch lên tí, ta dịch lên tí là được. Đấy, ngủ nhá. Rồi, ok. Rồi. Thoải mái thích để đâu cũng được. Bu đi ngủ rồi xong rồi ngồi. Bu ơi. Bu ơi. Vào đây cho mát. Cái bánh tẻ đi. Ờ, bánh tẻ à? Ừ. Thì à? Phải luộc đấy. À thế à? Ủa, như chuyên nghiệp này hả? À? Cả nước cốt dừa đấy cơ. Thank you.